Trước nhu cầu mua sắm phục vụ cho hoạt động trang hoàng nhà cửa dịp cuối năm, các sản phẩm nội thất phòng ngủ đang đưa ra nhiều mức giảm giá hấp dẫn. Tại các hệ thống phân phối nệm Cocoon của công ty cổ phần Phước Tân Hòa, tất cả các sản phẩm đều được áp dụng chương trình ưu đãi giá. Nắm bắt được cái tâm lý của khách hàng vào những dịp cuối năm thì để đưa cái dòng sản phẩm nệm Cocoon đến gần hơn với thị trường, và bên công ty đã ra cái chương trình có thêm, đó là chương trình ưu đãi giảm đồng loạt 2 triệu đồng trên tất cả các dòng sản phẩm luôn. Và thêm đó thì bên tôi đã cho ra cái chương trình nữa là hỗ trợ đổi trả trong vòng 30 ngày. Với việc ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, loại nệm này có 4 lớp, gồm lớp vỏ bọc nệm siêu thoáng, lớp cao su hấp thu áp lực và tản nhiệt, lớp cao su thiên nhiên cao cấp và lớp cao su giảm chấn. Trong đó, việc đưa vào lớp cao su hấp thu áp lực và tản nhiệt của loại nệm này được xem là bước đột phá trong lĩnh vực sản xuất nệm, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng, đặc biệt là những người bị các bệnh về xương khớp, cột sống.